Thưa quý vị, tối qua, Công an thành phố Đà Nẵng và Cục Đối ngoại Bộ Công an bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc đối tượng Im Chu Seot, sinh năm 1971, quốc tịch Hàn Quốc, theo cơ quan công an, từ tháng 2, phòng quản lý xuất nhập cảnh công an thành phố Đà Nẵng phát hiện Im Chu seop có lệnh truy nã quốc tế đang lẫn trốn trên địa bàn. Trước đó, người này đã nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và lưu lại thành phố Hồ Chí Minh một thời gian. Sau khi nắm được thông tin Im Chu seop đang tạm trú tại một khách sạn trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, lực lượng chức năng tổ chức mật phục theo dõi và bắt giữ người này. Thông tin ban đầu Im Chu seop bị cơ quan chức năng Hàn Quốc cáo buộc điều tra trang web đánh bạc bất hợp pháp. Trang web này đặt máy chủ tại Philippines, hoạt động từ đầu năm 2017 đến cuối năm 2019. Trang web đánh bạc bất hợp pháp trên đã thu hút số lượng lớn người chơi đặt cược, rút tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng với tổng số tiền đặt cược online khoảng 44,3 tỷ won, tương đương hơn 800 tỷ đồng Việt Nam.